Chào các bạn, hôm nay tôi đưa các bạn vào phía trong của căn hộ Phương Đông Green Park số 1 Trần Thủ Độ. Như các bạn đã biết, bên ngoài căn hộ, bên ngoài tòa nhà là đang xây, đang ở giai đoạn cất nóc, vẫn còn tương đối là chưa được hoàn chỉnh. Nhưng ở bên trong thì tất cả các phòng, các tầng đã tường tất. Sau đây tôi xin mời các bạn đi tới một số phòng tiêu biệt để các bạn nắm được chương trình bên trong cụ thể như thế nào. Chào các bạn, hôm nay tôi review cho các bạn căn hot nhất tại Green Park thời điểm hiện tại, căn số 6, căn góc. Vì sao nó hot? Bởi vì phòng là phân khúc 2 phòng ngủ, nhưng nó ở tầng trung rộng hơn so với phân khúc tầng 50 mét. Hơn nữa nó nằm ở góc duy nhất, căn nhỏ duy nhất phòng ngủ ở góc căn số 6. Xin chào các bạn. Với phòng khách có tầng trên 40 mét. Phòng khách và phòng ăn. Các bạn có thể kê được bộ ghế salon cực lớn, màn TV đủ diện tích để cho các bạn trưng bày, đúng không ạ? Đủ diện tích. Nhà đầu tư rất tinh tế để tạo ra cái khoảng riêng. Cái tinh tế ở đây là gì? TV đủ diện tích nhưng cái bếp và phòng ngủ riêng. Bởi vì đa số các bạn đều không thích cái lối đi ra nó ở đây, đúng không ạ? Rất tuyệt vời cơ cấu giữa phòng bếp, phòng khách và khu ăn uống tổ hợp. Nó gần như trọn vẹn cái mong muốn của các bạn. Đây là khu vực và các bạn có thể sắp đặt được tủ để quần áo để giày cho các bạn. Các bạn có thể để giày dép rất rộng, thêm trang điểm, các bạn thêm trang điểm đi làm. Văn phòng rất hợp lý các bạn. Đây giới thiệu các bạn là căn phòng tắm công cộng. Phòng tắm công cộng này hơn 4 mét các bạn ạ, hơn 4 mét. Khi các bạn nhận căn phòng này thì nó sẽ có sẵn cho các bạn auto là như thế này luôn, auto như thế này luôn. Ốp đá lên, ốp gạch hoa lên tới nóc trần. Thời điểm hiện tại là ngoài cái ưu đãi khu nội thất nhà tắm này và khu nội thất gắn liền tường như là ổ điện nhé, ổ điện này, rồi hệ thống đèn báo sáng này, hệ thống báo cháy, nhưng không có chưa lắp điều hòa ngay các bạn nhé. Điều hòa thì sẽ có dây tiêu đồng sẵn cho các bạn, tiêu đồng chạy từ đây ra ngoài đi. Riêng biệt ổ nóng và sẽ để riêng biệt và ống nước thoát đó. Cái vấn đề về phòng khách là nó đã cực kỳ tuyệt vời như vậy. Vậy thì còn phòng bếp thì sao? Phòng bếp như nãy tôi đã nói là riêng cái cửa của phòng ngủ họ đã không để theo phong cách thông thường là đi ra đường này, mà họ đã cắt ra hướng lần kia, nó bóc tách hẳn cái môi trường và cái mỹ quan của các bạn, đúng không ạ? Và cái riêng tư của phòng bếp nó như này các bạn ạ. Nhỏ xinh, vừa đủ diện tích để cho các bạn sử dụng, đúng cái tiện ích cho một căn phòng của hai vợ chồng trẻ. Ở căn phòng này nó rơi vào chưa đến 70 mét, nhưng mà nó đã cho các bạn đầy đủ. Với tài chính chưa đạt tới 2 tỷ, các bạn đã có thể sở hữu ngay căn góc tại xứ người Linh Bắc để hiện tại như thế này các bạn ạ. Tổ hợp và riêng biệt rất là hài hòa, đúng không ạ? Cái view ra phía xa thì ở đây là tầng 5. Tôi đang đứng ở tầng 5 cho nên cái view của nó chưa thực sự được thông thoáng. Nếu như các bạn nên qua tầng 10 nhé. Nếu lựa chọn ở căn số 6 ở đây Bắc ở thời điểm hiện tại, tôi khuyên các bạn nên chọn ở từ tầng 10 đến tầng 20 thì là cái view của nó sẽ nhìn rộng được cái hồ như thế nào các bạn. Đây, đúng không ạ? Đủ diện tích cho các bạn. Các bạn có thể cà phê ở chiều tối, cục nóng đấy các bạn đưa ra ngoài, cục nóng đưa ra ngoài, bên này ống nước thoát. Nhà đầu tư làm như thế này, nhưng mà sau khi hệ thống xây xong bàn giao nhà đầu tư sẽ xây ốp gạch ôm lên nhé, ôm gạch lên. Bây giờ đang giai đoạn đang xây hoàn chỉnh.
bây giờ vấn đề kỹ thuật cho nên là nhà đầu tư chưa nắp đầy đủ, đúng không ạ? Rất rộng thoáng. À, chúng ta đi vào phòng ngủ. Cái vấn đề thoáng nữa là tôi thấy đang rất tuyệt vời ở nguyên tắc thời điểm hiện tại, tất cả các phòng ngủ nó đều thoáng, nhưng nhiều căn khác nó thoáng theo kiểu là ở góc lách kiểu giếng trời, nhưng mà cái căn này nó vượt trội hẳn, nó nằm ở góc, nó vượt trội hẳn. Tất cả các phòng ngủ các bạn nó đều có hướng, nó giống kiểu mặt tiền bốn xung quanh, đúng không ạ? Ba hướng chính xác, các bạn hướng là mặt tiền. Đây là phòng ngủ của nhỏ dành cho bé, nói là dành cho bé bởi vì nó nhỏ hơn phòng master kia một chút, nhưng mà nó cũng phải rơi vào ngót 10 mét đấy, phòng này sẽ rơi vào ngót 10 mét. Thì bạn có thể viên được nhờ công ty cho các bạn dưới thường 1m6 khoảng mái. Đây tôi đi lại thanh thang khoảng mái tủ của nhà lắp hàng tủ lớn khoảng mái luôn, đúng không ạ? Kệ sách, bàn học rất là thoải mái được. Nếu như mà các bạn cho rằng là ở khía cạnh cái ngoài góc này nó có phần hơi nắng, nhưng tôi cho rằng cái độ thoáng nó ưu thế hơn, độ thoáng nó ưu thế hơn. Thực chất ra là bây giờ ai về đến nhà cũng dùng điều hòa, về đến nhà là lắp điều hòa, và cái hệ thống rèm nó cũng rất là nhiều chủng loại. Cái sập rèm xong rồi ánh nắng đã tắt đi, và khi bạn ở đây bạn có thể gần như điều kiện được cái độ thông thoáng một cách tốt nhất dành cho mình. Đó là cái phòng ngủ thứ nhất. Cái phòng ngủ thứ hai, xin mời các bạn. Phòng ngủ thứ hai thì nó sẽ ưu điểm hơn phòng ngủ thứ nhất tương đối nhiều. Vì sao? Bởi vì thứ nhất nó có diện tích rộng hơn, diện tích rộng hơn, có khép kín phòng tắm. Đây là một cái trong những cái kiểu cách nội thất mà nhà đầu tư người ta chi tiết cũng tôi thấy rằng là nó rất là mang tính hiện đại ở thời điểm hiện tại, đúng không? Ốp tường cuối đây vừa tiện lợi vừa mang tính phong cách hiện đại. Kệ kệ lên trên bạn có thể đặt laptop, máy tính, đựng đồ ở đây, vừa học vừa làm việc, vợ chồng thì tê. Ok không ạ? Đúng phong cách của một cái căn phòng ngủ ấm cúng. Cái khu trong phòng ngủ nhé, nhưng mà bạn vẫn có thể kê được trọn vẹn từ cái bàn làm việc, là trang điểm và tất cả ở đây nó vẫn đảm bảo được cái không gian rộng và riêng tư. Ví dụ như là bạn muốn làm gì về đêm mà bà xã của bạn có nghỉ cho bạn có thể ngủ ngay tính. Cái tủ này thì tôi nghĩ rằng là một đôi vợ chồng văn phòng thông thường là thoải mái, là thoải mái. Nói chung về tiện ích ở đây tôi thấy rằng là nếu như khu quận Hoàng Mai với tầm giá dưới 2 tỷ trong một căn phòng gần 70 mét như thế này thì các bạn có chọn ở những đâu, xem các dự án nào thì về đây tôi tin rằng các bạn vẫn cảm thấy cái ấn tượng nhất định bởi về tài chính, về tiện ích, không chỉ trong căn phòng mà tiện ích ở bên ngoài. Các video khác tôi đã giới thiệu rồi, như là bể bơi, các tiện ích như là siêu thị, mua sắm, tất cả đã đều đầy đủ. Các bạn xem qua cái phòng tắm master trong phòng ngủ lớn này nhé. Phòng tắm này nhà đầu tư rất tinh tế, đầy giống như ở trong các resort, khách sạn lớn đang triển khai cái kiểu cách như thế này. Là đưa chuộng, đúng không? Khi các bạn nhận thì là nhà thời điểm tại nhé, tháng 7 ngâu năm 2020 thì là các bạn ngoài những ưu đãi như đến 5-6 chỉ vàng tùy vào từng căn thì các bạn đã có thể sở hữu thêm những cái nội thất ưu đãi như trong phòng tắm này là full hết nhé, full hết như thế này nhé. Hôm nay thì tôi xin mời các bạn cùng tham quan căn hộ số 09. Đây là căn hộ có phân khúc giá tầm từ 1 tỷ 4 đến 1 tỷ 6. Đây là phân khúc đang được ưa chuộng nhất và phù hợp với phần đông các cặp vợ chồng trẻ, vì chỉ từ với 1 tỷ 4 đến 1 tỷ 6, trong khi đó lại được hỗ trợ ngân hàng lên tới 65%.
thì các bạn chỉ cần có trong tay khoảng hơn 400 triệu là đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp như thế này. Căn hộ này thì rơi vào khoảng 55 mét vuông với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng khách. Hướng ban công ở đây thì là hướng Tây Nam, cửa chính là hướng Đông Bắc. Như các bạn có thể thấy thì view từ ban công của căn hộ này rất là thoáng. Hiện tại thì tôi đang quay ở vị trí là tầng 5, cho nên là không gian các bạn nhìn còn khá là hạn chế. Tuy nhiên khi lên tầng cao hơn thì các bạn có thể nhìn ra view của hồ Linh Đàm. Tiếp theo thì mời các bạn cùng tham quan không gian phòng ngủ thứ nhất. Đối với phòng ngủ này thì cửa sổ cũng được thiết kế với view là hướng Tây Nam. Các bạn có thể thấy là view ở đây cũng rất là thoáng để có thể hứng chọn ánh sáng tự nhiên cho căn phòng. Tiếp theo đây là không gian phòng bếp. Ở đây thì chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn cho các bạn hệ thống ống cấp thoát nước cũng như là ống hút mùi để giúp cho các bạn có thể hạn chế tình trạng mùi vào trong phòng khi mà gia đình nhà mình nấu ăn. Còn đây là phòng ngủ master của gia đình. Phòng ngủ master thì cũng có một cửa sổ thông ra hướng giếng trời. Một nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ tiện nghi thiết bị trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thứ hai là nhà vệ sinh chung được thiết kế ngay gần hướng cửa lối ra vào. Thì trong nhà vệ sinh này thì cũng được lắp đặt đầy đủ các thiết bị vệ sinh từ vòi hoa sen, bồn rửa, bồn cầu. Như vậy là chúng ta đã cùng tham quan qua một lượt tổng thể của căn hộ số 09. Tất nhiên là do thời gian video có hạn thì chúng ta không thể nào cụ thể đến từng chi tiết. Tuy nhiên nếu như các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0328 339 000 hoặc 0582 595 888. Chúng tôi có thể giúp các bạn đến tham quan trực tiếp căn hộ mẫu. Ngoài ra thì cũng xin lưu ý một chút là chỉ với từ 1 tỷ tư thì các bạn không chỉ được sở hữu căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ như thế này mà các bạn còn được hưởng thêm các cái tiện ích khác ngoài trời như là sân vườn trên cao, bể bơi, các cái tiện ích như là trung tâm thương mại, spa, nhà hàng, gym, yoga, trường học và khu vui chơi trẻ em cũng như là nhiều tiện ích khác. Ở thời điểm hiện tại, khi mua nhà tại Phương Đông Green Park, các bạn sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu lên tới 4,5% cùng chương trình mua nhà sang tặng vàng như ý với trị giá từ 1 đến 6 chỉ vàng. Hãy nhanh tay để sở hữu căn hộ cao cấp tại Phương Đông Green Park với những ưu đãi tốt nhất.